Tấn Tài mình xin chào các bạn nha. Thì mình làm được gì thấy gì mình cũng chia sẻ các bạn cùng xem. Thì đây nhà mình có cái tủ lạnh Panasonic nha bạn. Ở đây bên đây là một cái máy giặt nha bạn. Đây. Cái máy giặt cũng hiệu Bana luôn các bạn. Bana thì các bạn biết sao không? Đôi khi mình xài những cái việc mà lau nhà hay là mình lại đụng gì cái tủ lạnh á, gần gần nhà mình chật chội á, thì nó có vấn đề mà nhiễm từ điện các bạn, từ nó bị nhiễm thì nó phát ra điện khoảng tầm 1,5 V, 1,5 V, 1,5 V đến 2 V nữa bạn. Mình tại mình không có đồng hồ đo, mình cũng không biết thì mình cũng có chia sẻ như vậy. Mà nhất là mấy mấy máy rửa chén các bạn, thì nhà nào có điều kiện để dưới đất hay gì đó, nhà nếu trường hợp như không nhà lầu không quy hoạch sẵn mấy cọng dây te thì các bạn biết sao đây, tại vì mình làm này mình phải tắt đèn các bạn, tắt đèn mình soi thử cho các bạn cùng xem. Đây các bạn, đây cái điện của cái tủ lạnh các bạn, mình câu ra nè, mình câu ra riêng nó cũng có các bạn, hồi đó mình không biết mình cắt bỏ rồi. Đây các bạn, mình thử bạn xem nha. Các bạn, nó bị nhiễm từ, nó có điện khoảng chừng tầm 1,5 V các bạn. Nè, nè. Các bạn có thấy không? Nè, trái đèn các bạn nè. Đây, trái đèn. Còn bên đây và có cái điện của máy giặt nè. Đây, điện của máy giặt cũng vậy luôn các bạn. Đây. Nó các bạn thấy trái không? Nè. Nó trái đèn các bạn nè. Nó bị nhiễm từ các bạn, thì các bạn muốn làm hết hết cái này thì cũng đơn giản nha bạn, tại vì mình cũng đi làm cho người ta, mình cũng có trường hợp đụng qua cái máy rửa chén nha bạn. Đây nào bạn, đây cũng đây cũng vậy nè, mình thử bạn xem nha. Đây con ốc của máy giặt các bạn, đây nó cũng nó bạn thấy không, nó bạn thấy không, nó nhiễm từ, nó cháy đèn các bạn, nó không có giật mình mạnh lắm các bạn, nó cũng tê tê đây em gì nè. Đây đây tại cái bút rửa điện mình nó hơi cũ bạn. Nè các bạn đụng tôi nè, nè nè các bạn ngó kỹ nha, nó cũng cháy để đỏ đỏ đèn nha các bạn. Thì các bạn muốn khắc phục vấn đề này thì đơn giản các bạn, thì các bạn xem vấn đề lý mình làm sao nha. Như hay thì các bạn cho tấn đại lý mình một like và đăng ký kênh ủng hộ tấn đại lý mình nha. Đây bạn, mình có sửa sẵn một cái máy khoan, đây mình có sửa sẵn cái lưỡi khoan nha các bạn, thì mình sẽ khoan ở góc nhà nào, góc nhà cũng được các bạn, để sát góc tường các bạn, thì cái nơi nào mà ẩm ướt cũng tốt bạn, không sao. À, bạn bạn khoan cho mình một lỗ đây. Các bạn thì mình khoan lũng một lỗ này bạn, đây nó khoan một lũng lỗ, thì các bạn khoan càng sâu càng tốt. Thì các bạn khoan xong rồi các bạn sửa sẵn cho mình nè miếng nước rồi cái chén pha loãng các bạn, xịt xuống, xịt cho đầy luôn các bạn, xịt cho mình miếng sọn rửa chén đi xuống các bạn. Bạn sẽ sàn cho mình một khoác sáo, nói chung là nhà thấp á thì nói chung ẩm ướt chút xíu, nó hơi ẩm ướt chút, thì bạn đóng cho mình khoác sáo xuống nó ngang bạn, đóng xuống đất luôn. Các bạn trong góc tường các bạn, đây rồi giờ các bạn đóng cho mình cái sắt xuống, các bạn cho thêm miếng xà bông, nước xà bông rửa chén nha các bạn. Chung là thường nhà ai cũng thường gặp nha các bạn, thì các bạn vấn đề mà nhà chật chội á, lau nhà hay là làm gì á, tay mình đụng vô nó tê tê các bạn, hay tê tê nó cũng không ảnh hưởng gì mà nó khó chịu chút xíu đó bạn. Các bạn này để mình làm lại thêm một lần các bạn. Đây đây nó bị nhiễm từ, nó bị có điện nè. Đây các bạn, đây có điện rồi, các bạn câu một cọng dây mát cho đây các bạn, các bạn mình buộc sơ sài thôi nha đó, các bạn buộc vô đây nó buộc vô đó. Còn cái phần của máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh mình cũng buộc vô đây luôn. Các bạn buộc chặt rồi các bạn lấy băng keo các bạn quấn lại nha, quấn lại đây thì các bạn thử nè,
tại vì phía sau mình tắt đèn nên cho mình thấy, cho bạn thấy nè. Nào giờ mình cứ ghim vào đây. Đó, nó không còn nhiễm từ, nó không còn cháy đèn nữa bạn, nó cũng không còn tê tê nữa. Đây. Đó. Đó, cái tủ lạnh của mình đây. Đây cũng vậy. Đây đụng tiết mát chỗ nào có sắt à, thì vẫn còn tê tê các bạn đây. Nè. Nó không có tê tê nữa, nó không có còn cháy đèn nữa các bạn. Này. Ừ. Rồi bây giờ để mình tháo dây mát ra các bạn. Tháo dây mát mình buộc vô đó nè, mình đụng vô nè. Cháy đèn các bạn đó. Cháy nè. Này. Mình thấy không? Để mình giờ giờ cái máy quay xích qua này các bạn, mình cho hai cái thấy luôn bạn. Này. Đây. Các bạn nè. Các bạn thấy không? Rồi. Đây, cái con dây này mình cắm vô đây là nó không, mình đụng không có cháy đèn nữa các bạn. Đó. Còn mở ra đụng cháy đèn. Nha không các bạn. Mình đụng vô đây hết cháy các bạn. Đó. Mà cái này mình này, mình đụng vô thì nó cũng không giật máy. Nó làm tê tê, nó hơi khó chịu thôi các bạn. Đó. Thì các bạn nhà nào có vậy thì nói chung là cái máy này thì hồi đó bữa hổm mình có đi làm, mình có làm qua một cái máy rửa chén các bạn, người ta nó giật mạnh hơn cái này các bạn, nên mình nghĩ nó cái hơn, nó phải 12V nữa, 24V, nó bị nhiễm từ nặng lắm, mấy nhất là máy rửa chén các bạn. Thì các bạn ấy vô đây trong góc tường mà các bạn đóng sâu xuống sát xuống, tại mình làm bàn xem mình để gì thôi, đóng sát xuống, các bạn lấy băng keo các bạn quấn lại là không bao giờ còn nhiễm từ nữa nha. Thì công việc hàng ngày của Tấn Tài mình làm gì thấy gì, chia sẻ các bạn cùng xem. Thì các bạn xem hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video sau.